Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ những cái món ăn của gia đình mình ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay thì nhà mình cũng có một cái tiệc nho nhỏ á mấy bạn. Thì cũng có nấu những cái món xịn soạn như thế này. Thì mình cũng sẽ quay và chia sẻ với các bạn, các cô chú, các anh chị mình nha. Vậy bây giờ mình mời cô chú, anh chị em và các bạn vào ăn cơm với gia đình mình. Và đây là cũng là ngày kỵ cơm của ông nội mình, cho nên mình có những cái phần ăn nó hơi xịn sò một tí, thì mình cũng sẽ xin chia sẻ. Vậy mình mời cô chú anh chị em cùng vào ăn cơm với gia đình mình nha. Và trong khi mình cũng mời các bạn, các cô chú, các anh chị em cùng chung vui với gia đình mình, và mình cũng có đôi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn, các cô chú, các anh chị em trên khắp mọi miền đất nước đã ủng hộ mình và đã đồng hành cùng mình trong suốt cái thời gian qua. Và mình cũng mong rằng cô chú, anh chị em thương mình và ủng hộ mình và chia sẻ và like, đăng ký để cho cái kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ mình mời cô chú, anh chị em cùng ăn cơm với mình nha. Thì mấy bạn ơi, đây là dĩa bún của mình nha. Thì hôm nay nhà mình cũng có một cái bữa tiệc nho nhỏ nên cũng có đồ ăn hơi xịn soạn nha. Vậy hôm nay mình đưa bé nhà mình đi học về thì mình cũng mời các bạn vào ăn trưa với mình nha. Thì đây có dĩa bún hơi xịn soạn nha mấy bạn. Vậy bây giờ mình ăn nha mấy bạn ơi. Vậy mình mời các bạn vào ăn bún với mình nha mấy bạn. Bữa nay mình đưa thằng bé nhà mình đi học về á, cái này mình ăn trưa luôn rồi mấy bạn ơi, mà không biết mình ăn hết cái dĩa bún này không nha. Mình cảm thấy đói nhưng mà mình nhìn cái dĩa bún này mình cảm thấy mình ngán, nhiều quá ăn cái không hết mấy bạn ơi. Rồi cũng vì ngày thường thì mình ăn cũng khá là ít, cho nên cái này nhiều quá mình không biết mình ăn hết hay không. Thì mình mời mấy bạn một cuốn thịt nha, ăn với mình nha. Đang đói ăn vô miếng ngon lắm mấy bạn ạ. Ngon quá. Mấy bạn biết không, cũng như cái trong cái video vừa qua thì cũng có những bạn hỏi mình á, về cái cây rau cải trời á, cây rau cải trời người ta có hỏi mình, có thể bạn kia hỏi á, nếu như cây rau cải trời có khi nào mình dăm bằng cái nhánh nó sống hay không. Thì để một lát mình ăn rồi thì mình sẽ chia sẻ về cái phần cây rau cải trời đó cho các bạn và cô chú anh chị em cùng xem nha. Dạ bây giờ mình cũng mời cô chú anh chị em ăn với mình một miếng nha. Thằng bé nhà mình nó đi học về mấy bạn, nó bắt tivi nó coi, cho nên nó hơi ồn ào nha. Mấy bạn biết không, tại vì như nhà mình á, mấy anh chị em đều cũng đi làm việc hết á, cho nên chỉ có cái ngày về thứ bảy chủ nhật thì mới tụ họp lại trong gia đình thôi. Thì hôm nay mấy anh chị em của mình về cho nên cũng nấu một bữa ăn rất là xịn sò, cho nên hôm nay mình sẽ quay cái phần ăn này cho chia sẻ với các bạn và anh chị em, thì cũng mời cô chú anh chị em cũng vào ăn cái bữa ăn này với mình. Thì các bạn ơi, hôm nay thì nhà mình cũng có làm một món là chả giò và thịt gà nấu củ cải và tôm kho tàu. Thì mình mời mấy bạn dùng với mình một miếng tôm kho tàu nha. Ngon quá mấy bạn ơi.
cũng có giờ cũng có bò kho ăn với bánh mì nữa, nhưng mà mình ăn nhiêu đây thì mình ăn còn không hết nữa, cho nên mình không có mời mấy bạn ăn bánh mì với mình được. Bây giờ mình mời mấy bạn và cô chú anh chị em cùng ăn với mình một miếng bò kho nha. Thịt bò này kho vừa chín tới mấy bạn, cái độ mềm của nó cũng cũng mềm, mình ăn cũng khá là ngon, cũng vừa ăn lắm, ngon. Mấy bạn với cô chú một miếng nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng đi theo chân mình ra cái những cái cây rau cải trời của mình nha. Kìa, còn bây giờ này thì bây giờ mình ăn không nổi mấy bạn ơi, mình ăn khá là ít. Thì bây giờ mình sẽ đem cái phần ăn này mình để đó, một lát sau mình sẽ vào mình ăn tiếp. Bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng mình đi ra cái những cái gốc rau cải trời của mình ngoài vườn. Vậy bây giờ chúng mình cùng liên với các bạn và cô chú anh chị em. Thì các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ mời các bạn đi theo cùng mình đi ra cái những cái khóm rau cải trời của mình nha. Thì đây là những cái khóm rau cải trời của mình, cái lúc trước mình đã quay cho cô chú anh chị em xem rồi. Và cũng hôm nay mình cũng sẽ xin trở lại với những cái khóm cải trời này nha các bạn. Thì trong cái những cái video vừa qua thì cũng có những bạn hỏi mình những cái câu về cái cây rau cải trời này. Thì cũng có cái một bạn đó là tên là Cẩm Tú Hồng nha. Thì bạn hỏi mình á, rau cải trời á là dâm cành được không? Nhưng mà theo mình biết á thì cái rau cải trời này, cái cành của nó mình cắt mình dâm á thì nó không có sống đâu bạn. Tại vì cái rau này là nó mọc từ thiên nhiên, thì hồi xưa thì nó mọc từ thiên nhiên nha mấy bạn. Thì cái cây cải trời nếu như mà nó mọc á thì nó mọc vào thời điểm á mưa cũng sắp hết rồi đó mấy bạn, thì nó mọc vào thời điểm đó. Thì đến khi mà mấy bạn thấy rau cải trời mọc rồi á là ông trời sắp nắng lại rồi nó mọc tự nhiên. Thì nó mọc tự nhiên thì mấy bạn cũng biết rồi đó. Trong khi cái rau cải trời nó mọc tự nhiên á, thì mình thấy nó mọc lên ở ngoài vườn á, thì mình muốn đem vào trồng thì mình bứng những cái cây con á mấy bạn. Mình đem vào mình trồng, thì đến khi mà mình hái những cái đọt nó ăn xong á, thì mình sẽ dưỡng cái gốc lại như thế này, thì mình cho nó ra hoa như thế này nha mấy bạn.
mình cho nó ra hoa, rồi mình sẽ để cho nó rụng hoạt của nó xuống đi. Rồi tới cái năm sau á, tới cái năm sau là cũng vào mùa mưa nữa nha mấy bạn. Vào mùa mưa thì cái mùa mưa của mình nó sắp hết mưa, nó sắp sửa nắng thì cái rau cải trời mình nó sẽ mọc lên. Thì tầm tầm cỡ là rau cải trời nó mọc vào tháng 10 á mấy bạn. Vào tháng 10, đầu đầu tháng 10 á, thì nó sẽ mọc rồi. Thì mình chỉ biết bao nhiêu thôi. Và còn bây giờ mình có nghe nhiều bạn nói á, là cái rau cải trời này á, mình có thể là đi lại tiệm mua những cái hạt á, đem về mình trồng, mình gieo. Thì cái đó là rau cải trời là mình mua về mình gieo, mình trồng. Còn ở phần này, cái rau cải trời này của mình á, là mình quay cái những cái cây rau này của mình là nó mọc tự nhiên nha mấy bạn. Thì hôm gọi thì mình quay thì nó khá là non, nhưng mà mình để đến hôm nay cho cái rau cải trời của mình nó già đi, nó có hoa như thế này nè, để cái mùa tới năm sau nó có những cái hạt nó rớt xuống á, nó sẽ tự mọc lên nữa, thì mình có thể là khi đó là mình hái vào để mình dùng được nữa nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, thì cái phần biết về cái rau cải trời như thế nào thì mình sẽ trả lời với các bạn cô chú anh chị em như thế đó nha. Thì đến đây thì mình cũng xin tạm dừng cái video. Nếu như mình có trả lời hay là mình có nói gì sơ sót thì không đúng, thì mong cô chú anh chị em và bạn Cẩm Tú Hồng thông cảm cho mình nha. Tại vì mình thì cũng không gành gì cho mấy, nhưng mà mình biết bao nhiêu thì mình sẽ tâm sự với mấy bạn là bấy nhiêu thôi. Vậy đến đây thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn, các cô chú, các anh chị em một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và nếu như các bạn, các cô chú có câu hỏi gì thì nhớ comment ở dưới, em sẽ trả lời nha.